Hello, Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trong ngày hôm nay các anh chị thì bên Huy mới vừa hoàn thiện xong khâu làm đẹp Maruguri của một chiếc xe Innova màu trắng rất là đẹp các anh chị. Thì đây là một chiếc xe cá nhân mua tại Toyota Tân Cảng bên Huy các anh chị. Mua vào tháng 6 năm 2017 và tới nay chủ xe bán lại cho bên Huy. Thì một chiếc xe đi giữ kỹ cho nên là khi mà xem xe là Huy quyết định là mua liền. Một chiếc xe quá đẹp quý anh chị. Hầu như là ngoại thất và nội thất của chiếc xe này thì cái độ nguyên bản cũng còn khá là nhiều. Thì chủ yếu là bên Huy về làm spa, làm đẹp lại cho sản phẩm. Xe thì chủ xe mới vừa thay 4 cái vỏ Michelin quý anh chị. Chạy cực kỳ êm luôn, vỏ Michelin. Vỏ này cực kỳ xịn luôn quý anh chị. Rồi, mình hôm nay sẽ cùng quý anh chị xem qua 2017 giá cực kỳ tốt. Anh chị mà có tài chính yếu yếu, anh chị mua mấy chiếc xe này về đi cực kỳ tuyệt vời luôn, bền bỉ, rộng rãi, thoải mái, gầm cao nữa. Và cái mẫu này 27, 18, 19, 20 giống nhau, cho nên là chỉ cần xe chất lượng là anh chị mua về anh chị đi là ok. Rồi, anh chị cùng Huy mình xem qua nha. Đây, cụm đèn sáng bóng rất là mới quý anh chị, đèn cản nữa. Rồi phần đây là phần ga lăng lưới cản này anh chị nhìn nè, đó đẹp không, màu trắng này anh chị chạy gia đình cũng được. Anh chị nào mà muốn kinh doanh dịch vụ anh chị lấy màu trắng chạy cũng rất là ok luôn. Đấy, gầm mẹ này anh chị. Đó. Ok chưa? Quá đẹp, quá mới luôn. Hello, Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ cùng quý cô chú anh chị mình xem qua một số những cái sản phẩm xe Toyota Innova đang có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì hiện tại bên Huy đang có là một chiếc xe 2017 xe màu bạc quý anh chị, một chiếc 27 màu trắng, một chiếc xe 2020 mẫu 2021 xe màu bạc, và mới vừa về một chiếc xe Innova số sàn được sản xuất vào năm 2021 đây các anh chị, màu bạc. Đấy, thì hiện tại đang có bốn sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình chọn lựa nha. Thì đầu tiên Huy sẽ giới thiệu trước chiếc xe màu trắng Innova số sàn 2017. Thì đây là chiếc xe mà chủ xe mua tại Toyota Tân Cảng bên Huy vào tháng 6 của năm 2017. Và dạo gần đây thì chủ xe ít đi cho nên là mới bán lại cho bên Huy luôn quý chị. Đấy, xe thì anh chị xem qua ha, đèn còn rất là mới. Được cá nhân sử dụng một đời chủ thôi. Và chủ xe thì bảo dưỡng hãng cũng khá là đều. Có dán phim che mưa hết rồi quý chị. Còn ở trong nội thất lót sàn này, ghế da, ghế da như vậy còn rất là mới. Và đây những vị trí vô lăng này quý chị. Đấy, rất là đẹp nha quý chị nha. Xe này thì nội thất không chê chỗ nào hết, ngoại thất cũng vậy. Đấy, cần số. Hộp số thì có chế độ eco, chế độ power quý chị. Đấy, anh chị nhìn những cái nút nhấn AC này rất là đẹp. Đấy, phần tắp lô này. Bọc trần, ghế da. Những vị trí mà lên xuống như này anh chị thấy đẹp như thế này là anh chị biết chủ xe giữ kỹ cỡ nào rồi. Tắp bi cửa trước bên tay 2017. Thì 2017 thì anh chị có thể là được số hỗ trợ từ phía tài chính Toyota, mình có thể vay để mua về sử dụng được luôn nha quý anh chị. Mình đưa trước khoảng 220, 230 là mình mua được rồi. Thì đây là cái mẫu xe mà Huy đánh giá rất là cao về chất lượng, ngoại thất, nội thất, gầm bệ thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng. Và chủ xe mới vừa thay 4 cái vỏ Michelin quý vị, chạy cực kỳ êm luôn. Và cái vỏ này thì khá là đắt tiền. Michelin rất là tuyệt vời quý anh chị. Đấy, gầm bệ đây. Xe về thì hầu như là bên Huy chỉ làm spa, làm đẹp, đánh bóng này thôi. Vì chủ xe đi giữ rất là kỹ, rất là kỹ. Có DVD, camera gear, cảm biến khoảng cách từ phía sau có hai cảm biến. Anh chị nhìn ha, bô này. Đấy, còn mới tinh. Gầm bề đây. Vỏ thì như Huy chia sẻ, mới thay luôn. Ok, thì hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết với giá là 470 nha quý chị nha. Đấy, xe khá là đẹp, cửa đóng rất là chắc nha quý chị. Thì anh chị mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị có thể cân đối sản phẩm này với giá khá là vừa phải, có thể phù hợp với rất là nhiều quý cô chú anh chị. Cái mẫu này thì 27, 18, 19, 20 đều giống nhau hết nha quý chị nha. Ok, và hiện tại thì xe đi được khoảng 10 vạn, ô đô chuẩn, lịch sử đều, kỹ lưỡng. Rồi, tiếp theo
Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2017 màu bạc quý anh chị. Anh chị nào mà thích màu bạc thì anh chị có thể lấy chiếc này, đi được khoảng 16 vạn đó, màu bạc. Và hiện tại bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này là 460. Đấy, gai vỏ còn khá là dài quý anh chị. Đấy, dán phim đó, nẹp chân kính, che mưa, miếng chống trời bật lên xuống. Đấy, lót sàn, ghế da. Đấy, DVD, bọc ni lông trắng. Thì với giá niêm yết là 460. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị có thể liên hệ để Huy hỗ trợ tư vấn cho anh chị rõ hơn. Đấy, xe màu bạc nha quý chị. Những sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản. Vì bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota cho nên là yêu cầu phải cấp giấy chứng nhận cho quý anh chị. Cho nên là xe mà đã cấp giấy chứng nhận thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Vì văn bản có tính chất mang yếu tố là pháp lý. Rồi, chiếc xe thứ ba là chiếc xe Innova số sàn 2020 và mẫu 2021, xe đi được khoảng 8 vạn. Và hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này là 605. Đấy, 4 cảm biến khoảng cách ở phía sau, mâm file. Đấy, vỏ đây chị. Ok, ở trong thì tương tự nha, nội thất ở bên trong thì tương tự với mẫu 2017 mà Huy vừa giới thiệu. Thì xe này chủ xe có bọc trần 3D quý chị ha. Ghế da thì được chủ xe trang bị là cái loại ghế bọc, bọc ở trong nó vẫn còn màu nỉ nha. Đấy, đầu DVD, camera hành trình. Đây, công tơ mét quý chị. Vô lăng. Ok, thì hiện tại chiếc xe này đang được phía tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, thì anh chị có thể vay được khoảng 70% giá trị xe. Rồi, và chiếc xe thứ ba là chiếc xe mới vừa về, thì cũng thông tin cho quý anh chị mình nắm thôi. Xe này thì đi được khoảng khoảng 50 mấy nghìn cây. Hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này là 655 triệu. Mới vừa về, chưa có gì, Huy chưa có chìa khóa. Hiện tại chìa khóa thì ở bên chỗ bộ phận thu mua đang giữ. Đấy, chiếc xe biển số ở Sài Gòn. Đấy, mẫu mới quý anh chị. Đấy, thì cũng thông tin sơ ha, sơ cho quý cô chú anh chị mình một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Thì quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để chị mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bán xe ha, những chiếc xe lướt chất lượng thì cứ gửi thông tin cho Huy. Huy sẽ định giá miễn phí xe cho quý anh chị nha. Đảm bảo những chiếc xe chất lượng thì bên Huy sẽ mua với giá cao hơn so với thị trường quý anh chị. Ok, rồi, xin kính chào ạ.